Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Chúng ta sẽ tiếp tục với những diễn biến của vòng 29 Serie A bằng chuyến hành quân tới Turin của AS Roma. Giallorossi sẽ trở lại với nơi họ đã kết thúc mùa giải trước bằng thắng lợi 3-0 trước Torino. Và ngày hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho cũng sẽ chờ đợi một kết quả tích cực tương tự. Trong hiệp 1 thì cao thủ AS Roma sẽ là những người ra bóng trước bảo vệ cầu môn bên phía tay phải chúng ta với bộ trang phục màu trắng. Còn phía đối diện là đội khách, xin lỗi quý vị, là đội chủ nhà Torino. Sau trận thì anh cũng đã được huấn luyện viên Jose Mourinho khen ngợi khá nhiều, đặc biệt là trong khâu cầm bóng và phát động tấn công. Đây là cơ hội chẳng. Đường chuyền hơi sâu. Cơ hội cho Roma, chân trái. Có vẻ như bóng đã chạm tay cầu thủ Torino. Như vậy tiếng còi cất lên và có vẻ là penalty rồi. Đúng là như vậy. Sau một thoáng phân vân và có lẽ là trao đổi với các trợ lý trong phòng VAR thì trọng tài Andrea Colombo đã chỉ tay vào chấm 11m. Xuất phát từ pha đoạt bóng và cú sút của Zalewski. Quyết định là chính xác. Paulo Dybala rất bình tĩnh và Roma vượt lên ngay ở phút thứ 7. Thì rất nhiều người còn chưa kịp ấm chỗ thì Paulo Dybala đã mang về bàn thắng cho đội khách. Bàn thắng thứ 11 của Dybala mùa giải năm nay. Không có gì phải bàn cãi cả. Quyết định của trọng tài là chính xác. Còn Dybala thì cũng có thừa sự bình tĩnh và lạnh lùng để có thể đưa ra cú đá vào chính diện như cách mà anh từng thực hiện thành công quả luân lưu của mình ở chung kết World Cup. Pha lên bóng bên cánh trái, Radonjic, trước mặt là Mancini, pha tạt rất dẻo. Cái cổ chân của Radonjic rất dẻo và đã có một pha tước bóng kỹ thuật vào phía trong. Bóng tìm tới Sanabria nhưng nỗ lực của Singo lại vô tình làm khó đồng đội. Chuyển bằng đá ngoài rất điệu nghệ. Lại là đường lên bóng bên cánh trái của Torino. Vẫn còn thêm một tình huống đưa bóng vào và sẽ có pha đá phạt góc cho Granata. Phút thứ 15 của trận đấu, Roma đang gác trước Torino 1-0. Bóng rất cao của Smalling, khá nguy hiểm. Cú sút từ rất xa và bóng đổi hướng khiến cho Patricio thoát tim. Có vẻ đó là cú ra chân của Ricardo Rodriguez. Cầu thủ cánh chân trái rất nguy hiểm ở tầm xa. Rodriguez và Cristante tốc độ rất tốt. Cầu thủ người Serbia đã vượt qua Cristante. Gianluca Mancini là người xuất hiện vào bọc lót. Bạn là Rodriguez và vẫn là Smalling. Quán xuyến rất tốt các tình huống bóng bổng. Có pha va chạm giữa Llorente và Sanabria. Rõ ràng là một tình huống mà Sanabria đã chơi chiều. Chính anh là người níu áo của Llorente. Zalewski, Cristante, cú đá ngoài vòng cấm. Bóng trúng một cầu thủ Torino và sẽ có phạt góc cho Roma. Biệt vị rồi. Bắt cô Lê ăn đưa vào đây bóng. Tạt bóng chạm đầu Spinazzola nhưng vẫn là Torino. Bắt cô Lê của trung vệ Gravino. Tám của anh cho Torino. Tân binh gia nhập đội từ phiên chợ đông. Rodriguez treo bóng, đánh đều. Đây là cơ hội cho Torino. Huống đáng chú ý nhất từ đầu trận được tạo ra. Và bây giờ thì chúng ta mới có dịp gọi tên Miranchuk. Và chọn vị trí và lắc đầu rất hiểm. Nhưng Patricio là người xuất sắc. Chuyển
tình huống rất hay. Bóng về với Paulo Dybala. Dybala và Rodriguez. Không được. Và quả bóng của Dybala đã bị bắt bởi. Những hàng thủ Torino lại xử lý không gọn gàng. Và tấn công kết thúc với cú đá của Sean Bacon. Hai tình huống đáng chú ý tiếp tục xảy ra ở hai đầu sân. Hiệp hai đang khởi đầu hứng khởi. Cú quạt bóng của Dybala đã bị Rodriguez bắt bài. Nhưng sau đó thì anh và thủ môn Vanja Milinkovic-Savic lại không có những sự hiểu ý. Rodriguez che bóng, còn Milinkovic-Savic thì đứng nhìn. Rất may cho Torino là cú đá sau cùng đã đi ra ngoài. Còn đây là pha bóng có thể dẫn tới một chấn thương cổ chân của Dybala. Rodriguez khá nguy hiểm. Tình huống chạm bóng trong thế bị động của Wijnaldum. Đây sẽ là quả đá phạt góc cho Roma. Bật cao đánh đầu. Bóng tìm tới vị trí của Chris Smalling. Ba trung vệ của Roma đều đã án ngữ ở trong vòng cấm. Và cơ hội mở ra cho số 6. Pha xử lý rất khéo của Singo. Xông thẳng vào trung lộ. Vẫn là Winfred Singo. Singo đường chuyền hay, cú đá. Đây là cơ hội cho Torino, không vào. Nhưng cơ báo biệt vị đã được phát lên. Một mình Winfred Singo đã kéo trái bóng từ phần sân nhà. Và thiếu chút nữa anh làm nên chuyện. Và tiếp bóng cuối cùng của Pietro Pellegrini trong thế biệt vị. Còn cú đá trước đó từ Radonjic thì bị sự lăn xả của các hậu vệ Roma cản lại. Zalewski. Nỗ lực của Nikola Zalewski. Calamo đã đeo rất chắc. Nhưng Zalewski vẫn kiếm về cho Roma một quả đá phạt góc. Và tình huống phản ứng của thủ môn Vaja Milinkovic-Savic cũng khiến anh nhận một thẻ vàng. Mất bóng nguy hiểm của Roma. Calamo. Zinedine treo bóng. Xử lý theo bài và cũng không có ai sẵn sàng ở cửa sàn. Đường chuyền đúng vào đà băng lên của Spinazzola. Vlasic khá mềm. Pellegrini sút bóng. Cuối cùng thì Torino cũng tiến được vào 1/3 cuối sân của Roma. Nhưng cú đá của Pellegrini là chưa đủ. Nỗ lực xoay trở dứt điểm. Anh đã bị chặn lại bởi Chris Smalling. Và lấy bóng của Matic. Tammy Abraham. Đây có thể là đòn knock out. Tammy. Mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ cú đá cuối cùng.